Thưa quý vị, tôi đang có mặt tại Trung tâm Hội nghị Văn hóa của tỉnh Bình Phước, nơi sẽ diễn ra Đại hội đại biểu Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 6/2022-2027. Sau 5 năm thì những người con Phật lại được về đây để bầu ra những người chọn đức vẹn tài. Họ sẽ là lực lượng nòng cốt để đạt được những mục tiêu mà đại hội đã đề ra. Và để hiểu rõ hơn những mục tiêu ấy thì chúng tôi xin mời quý vị cùng tham gia đại hội ngày hôm nay. Đại hội đã nghe báo cáo những thành tựu Phật sự nổi bật trong nhiệm kỳ năm. Căn cứ vào kết quả đó, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự đã tặng bằng tuyên dương công đức cho tập thể và các cá nhân tiêu biểu. Đặc biệt là Hòa Thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Nguyên trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Phước đã có đóng góp trong việc phát triển tăng tài và xây dựng văn phòng trụ sở Phật giáo tỉnh. Tại đây, Đại hội đã thống nhất suy cử tân Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 65 thành viên, Thượng tọa Thích Đức Thiện làm tân trưởng Ban Trị sự. Hòa Thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, đã ban đạo từ, đánh giá cao 6 mục tiêu định hướng cho hoạt động Phật sự nhiệm kỳ mới. Bước vào nhiệm kỳ 6, Phật giáo tỉnh Bình Phước tập trung vào một số các cái mục tiêu chính, và trước hết là đoàn kết trong toàn thể tăng ni Phật tử, tập trung vào công tác tăng sự, quản lý tăng ni tự viện, cũng như là tiếp tục tập trung cái nguồn lực để hoàn thành cái công trình dự án trụ sở của Ban Trị sự. Thứ hai, thay đổi cái phương pháp hoằng pháp cũng như hướng dẫn đồng bào Phật tử phù hợp với cái điều kiện của Bình Phước, nơi mà có rất đông đồng bào các dân tộc sinh sống đoàn kết và ở tất cả các huyện vùng biên giới. Thứ ba là tích cực trong công tác an sinh xã hội. Một trong những cái nhiệm vụ nữa đó là gửi các tăng ni trẻ đi đào tạo tại các cơ sở đào tạo của giáo hội, tại các học viện Phật giáo, tại các cái trường trung cấp Phật học ở các tỉnh để nâng cao hơn nữa cái chất lượng giáo dục của tăng ni, mời gọi tăng ni ở các tỉnh có những cái sự phát tâm về để phụng sự và hoằng pháp, tập trung vào gìn giữ những cái truyền thống văn hóa, đẩy mạnh các cái lễ hội Phật giáo, bài trừ cái mê tín dị đoan và thúc đẩy phát triển du lịch, tham gia vào phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Với 6 mục tiêu mà đại hội đã đề ra thì tôi tin tưởng rằng trong nhiệm kỳ tới với cái chủ đề là kỷ cương, trách nhiệm, đoàn kết và phát triển thì tôi nghĩ rằng trong thời gian tới Ban Trị sự Phật giáo của tỉnh Bình Phước đứng đầu là Thượng tọa Thích Đức Thiện sẽ điều hành cũng như là để dẫn dắt tất cả các Ban Trị sự sẽ đoàn kết, thống nhất để mà đưa cái Phật giáo Bình Phước càng ngày càng phát triển. Dịp này, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Phước đóng góp 200 triệu đồng vào quỹ vì người nghèo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhằm hỗ trợ công tác an sinh xã hội.